Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và lại là mình đây, Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Và mình ở đây để trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Thì các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình qua page tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua page chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh và phẩm phong thủy qua page tiệm phong thủy của Thu Anh. Và tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Thì trải bài của ngày hôm nay sẽ là tin vui tình cảm trong thời gian tới. Ok, trải bài này sẽ phù hợp với tất cả các bạn, không quan trọng là tình trạng mối quan hệ của bạn đang như thế nào. Bạn đang độc thân, bạn đang trong mối quan hệ mập mờ, bạn đã có bạn trai, bạn gái, bạn vừa chia tay, hoặc là bạn đã có vợ, có chồng, đều có thể nghe trải bài này. Và để chọn tụ thì sẽ cho các bạn chọn ba lá bài như thế này, tương ứng với ba tụ. Tụ 1 chúng mình có vua xu. Tụ 2 chúng mình có hai kiếm. Tin vui ha, tin vui mà ra hai kiếm. Tụ 3 chúng mình có bánh xe số phận. Thì với tụ 1 vua xu á, tin vui trong tình cảm trong thời gian tới đó là sự ổn định. Có thể bạn gặp một người mang năng lượng của vua xu, một người đem đến cho bạn sự ổn định, vững vàng và an tâm. Ok, mình đồng ý là chúng ta phải toàn diện rồi chúng ta mới có thể gặp được người phù hợp, nhưng đôi khi có những người đến và không đem đến cho ta cảm giác an toàn. Thì đây là cái cảm giác an toàn, ổn định, vững vàng, vững tâm có thể đến từ bản thân bạn, có thể đến từ đối tượng của bạn, nhưng mà không biết cụ thể là gì, mỗi bạn sẽ có một tình huống khác nhau. Chỉ biết tin vui trong chuyện tình cảm trong thời gian tới chính là một hành trình ổn định, một cảm giác ổn định, cảm giác an toàn, một người đem đến cho bạn cảm giác an toàn. Đấy. Tụ 2, hai kiếm thì nói về phân vân lưỡng lự, nên tin vui của bạn sẽ liên quan đến việc cuối cùng bạn thoát ra được cái sự phân vân lưỡng lự này rồi. Ok, có thể trước đây bạn đang phân vân giữa việc chọn A hay chọn B, yêu anh A hay yêu anh B. Ok, bây giờ bạn có câu trả lời rồi. Hoặc là bạn phân vân giữa việc là ở lại hay chia tay, bây giờ bạn có câu trả lời rồi. Và tụ 3 bánh xe số phận thì trong thời gian tới sẽ xuất hiện những sự kiện, tình huống hoặc đối tượng mang tính số phận định mệnh đến với bạn. Tức là nhá, nếu sắp tới bạn gặp người mới thì khả năng cao người mới này sẽ là số phận định mệnh, tức là người sẽ kết hôn với bạn. Đấy. Hoặc là bạn đã lập gia đình rồi thì sắp tới sẽ có sự kiện mang tính số phận đối với cả hai bạn, có thể là hai bạn có con, có em bé. Rồi. Hoặc là bạn được cầu hôn bởi người yêu hiện tại. Ok, thì đó là những cái tin vui trong chuyện tình cảm trong thời gian tới. Bạn có thể chọn tụ dựa trên thông điệp mình vừa mới nói. Tua video trúng tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn, hoặc là các bạn có thể chọn cả ba tụ, vì biết đâu cả ba thông điệp cùng xuất hiện thì sao. Hiểu, sau khi mà bạn đã ví dụ bạn đã hết phân vân lưỡng lự rồi, bạn quyết định là chọn anh A, thế là anh A đem đến cho bạn sự ổn định và cuối cùng là anh A sẽ cầu hôn bạn, biết đâu cả ba tụ đều là niềm vui của bạn thì sao. Rồi bây giờ mình xin phép được vào tụ 1 luôn cho câu hỏi là niềm vui tình cảm trong thời gian tới nhé. Rồi, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn là những người chọn lá bài vua xu. Và tin vui tình cảm của các bạn đó là các bạn sẽ tìm thấy được sự ổn định, vững chắc và an toàn trong khía cạnh tình cảm trong thời gian tới. Có thể là sự ổn định với người hiện tại, hoặc là với người mới, hoặc đơn giản là với cái cảm giác ở bên trong bạn, bạn biết rõ bạn muốn gì rồi. Chúng mình có hoàng tử gậy, hiệp sĩ gậy ha, passionate, lại một gậy. Cái hành trình mới này nó không chỉ đem đến sự ổn định, nó vừa ổn định mà nó còn vừa nhiệt huyết ạ. Ổn định và nhiệt huyết chứ không phải là tức là mình hay nghĩ là chứ không phải là ổn định và nhàm chán. Đấy. Và có khả năng cao là bắt đầu một hành trình mới đấy. Trái tim,
của Chúa. Rất nhiều lửa, rất 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 nhiều lửa. Cực kỳ nhiều lửa. Rồi, ở đây mình thấy được hai nguồn năng lượng đối lập, đó là lửa và lẽ ra là lửa và nước, nhưng mà ở đây mình thấy cái nhanh, cái hành động của lửa và sự chậm rãi an toàn chắc chắn của Su. Và có cái sự đối lập trong mối quan hệ tình cảm này. Thế thì tin vui về khía cạnh tình cảm của các bạn tụ một như mình đã nói, đấy là có thể sẽ là một hành trình mới, và hành trình này mang đến sự ổn định lâu dài. Đây có thể là mối quan hệ với người mới, hoặc là vẫn là người cũ, nhưng hai bạn chuyển thành crush sang thành người yêu. Và nếu mà chuyển từ crush sang thành người yêu thì mối quan hệ yêu đương này cũng là mối quan hệ lâu dài và lành mạnh. À được rồi, lành mạnh nhá. Thêm một từ khóa nữa, đó là lành mạnh. Đây không phải kiểu yêu đương mà cuốn vào nhau đến mức là quên đi thực tại đâu. Có cuốn vào nhau, mình đồng ý, có lửa, rất nhiều lửa ở đây. Thế nên là lửa tình yêu cháy vừng 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 giữa hai người, nhưng đồng thời có được sự ổn định và vững chắc. Có lửa, vừa có lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại vừa có sự ổn định vững chắc của tuổi trưởng thành. Đấy, thì đây chính là cái hay của mối quan hệ này. Đấy, nó cứ có cái gì đấy đối lập, trái ngược nhau, nhưng thay vì tương phản và phá nhau, nó lại hỗ trợ được cho nhau. Mình đang nghĩ xem có gì cần phải. Tức là nhá, có một cái điều này mình thấy này. Với một số bạn thì ok, có thể là bạn sẽ đủ khả năng để đi trên cái hành trình mới này, nhưng với một số bạn nó đòi hỏi sự ra khỏi vùng an toàn. Hành động chủ động của bạn, bạn phải làm một cái gì đấy. À, thì cái hành trình này nó không tự động nó ném vào mặt bạn đâu. Bạn phải làm, bạn phải hành động, bạn phải là người đi bước đầu tiên, rồi đối phương, rồi vũ trụ sẽ soi đường chỉ lối cho bạn bước thứ hai và thứ ba, nhưng bước đầu phải là bạn. Bạn có thể bạn sợ, không biết hành trình mới này như thế nào rồi không. Mình đã trải qua rất là nhiều mối quan hệ độc hại rồi, không biết là trong thời gian tới thì mình có may mắn có được một mối quan hệ lành mạnh hay không, nên là bạn không dám mở lòng, bla 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 bla. Đấy, không mở lòng thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bạn phải hành động. Nhớ nhá, người hành động đầu tiên phải là bạn. Không bài đẹp, mình không có gì để lưu ý, phải chê về mối quan hệ này cả. Nó có sự đối lập, nó vừa có tính lửa hừng hực tình yêu, nhưng nó lại vừa có sự ổn định vững chắc. Và thậm chí nhá, cái lửa hừng hực này sẽ được duy trì trong thời gian dài. Tức là một số mối quan hệ nhá, cái lửa nó sẽ bùng lên thời gian đầu, sau nó biến mất. Cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Mình cảm giác đây không phải mối quan hệ nhanh đến. Tức là xem nào, để mình lấy ví dụ nhá. Không phải là hai bạn vừa nhìn thấy nhau là đã ánh mắt ta trao cho nhau, và thế là yêu từ cái nhìn đầu tiên, và thế là đến với nhau ngay từ đầu. Không, nó không phải theo kiểu đấy. Mà có thể là nó sẽ phải gặp nhau một thời gian, thì thời gian đầu đấy chưa có duyên. Có thể cả bạn và họ đều đang ở cạnh một người khác. Sau rồi, khoảng 3 đến 4 năm sau khi gặp nhau mới có duyên tìm hiểu và ở cạnh nhau. Thì lúc đấy ở cạnh nhau mới bắt đầu phừng 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 phừng, nhưng mà sẽ lâu dài và ổn định. Đấy, và có thể duy trì được cái lửa tình cảm này trong một khoảng thời gian dài, thậm chí là đến cuối hành trình tình cảm của hai bạn, và nó sẽ không bị nguội lạnh đâu. Nó sẽ không bị nguội lạnh đâu, nhớ nhá. Nó rất ổn định. Cả hai đều rất ổn định. Và có một cảm giác nữa là cả hai bạn và đối phương sẽ đi trên hành trình này khi mà cả hai đều đã trưởng thành. Đấy. Và kể cả khi mà bạn đang nghe trải bài này và bạn không có nhu cầu yêu đương, thì ok, đây là trải bài về tình yêu bản thân, phừng phừng lửa tình yêu với cuộc sống. Và ổn định ở đây là ổn định với chính bạn.
cảm xúc ổn định, tinh thần ổn định. Bạn vừa phừng phừng lửa tình yêu với cuộc sống, vừa có được cái sức trẻ như một thanh niên, nhưng lại vừa có sự thấu đáo, nghiêm túc của tuổi trưởng thành. Có trách nhiệm, có trách nhiệm nữa. Ta chơi ra chơi, làm ra làm đấy. Rồi thì đấy là trải bài dành cho các bạn tụ 1. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye. Rồi, xin chào tụ 2. Các bạn là những người chọn lá bài 2 kiếm. Và như mình đã nói ở phần mở đầu, đấy là các bạn sẽ có sự quyết định, sẽ có cuối cùng thì cũng có câu trả lời cho một băn khoăn vướng bận trong khoảng thời gian qua. Lựa chọn giữa, bạn đứng giữa ngã ba đường và bây giờ bạn đã có câu trả lời. Bạn biết phải làm gì trong thời gian tới về khía cạnh tình cảm. Bạn chưa bao giờ bạn cảm thấy rõ ràng như bây giờ. Bảy kiếm. Lại bảy gậy. Trời ơi. Rồi. Có cảm giác như là bạn, lý do mà bạn chưa thể ra quyết định được trong khoảng thời gian trước ấy, đó là bạn chưa nhìn rõ mọi thứ một cách thấu đáo. Bạn tự lừa phỉnh mình, bạn tự lừa dối bản thân. Bạn chưa chịu nhìn vấn đề của mình một cách khách quan, bạn chưa dám nhìn thẳng vào sự thật. Đấy, ví dụ là bạn chưa thể từ bỏ một người, thì bạn vẫn đang suy nghĩ là không biết có nên tiếp tục trông chờ, chờ đợi trong cái mối quan hệ này hay không. Vẫn cứ đứng giữa ngã ba đường, một bên là từ bỏ hẳn, một bên là đứng chờ. Và cuối cùng thì bạn cũng đã ra được quyết định, đó là từ bỏ hẳn, bởi vì chưa bao giờ bạn nhận ra được bộ mặt thật của họ rõ ràng như bây giờ. Đấy, mình chỉ lấy một ví dụ như vậy. Và tức là nó là việc mà bạn cuối cùng bạn cũng ra được quyết định sau một khoảng thời gian công tác với bản thân, làm công tác tư tưởng với chính mình đấy. Lovers, bạn chọn tình yêu. Dù quyết định rời đi hay tiếp tục với ai đấy, lựa chọn của bạn là bạn lựa chọn tình yêu. Riding the cosmic wave. Trái tim of the moment, heart of the moment. Rồi, những cái lá bài Oracle giống như là một lời khẳng định cho bạn thôi. Đấy là không quan trọng bạn chọn cái gì, bạn lựa chọn A hay lựa chọn B, bạn chọn rời khỏi hay lựa chọn ở lại, thì đó là quyết định đúng. Và quyết định này của bạn dựa trên nền tảng tình yêu. Tức là nếu mà bạn chọn rời khỏi thì đó là bạn lựa chọn yêu bản thân mình. Bạn lựa chọn rời khỏi một mối quan hệ toxic, tức là bạn lựa chọn tình yêu với chính mình. Bạn chọn tiếp tục với người A, tức là lựa chọn tình yêu với người A. Đấy, và nếu là người A là một người lành mạnh, mang đến cho bạn một mối quan hệ lành mạnh, thì tức là bạn vừa lựa chọn tình yêu với A, vừa lựa chọn tình yêu với chính bản thân bạn. Và hãy lắng nghe, hãy tin tưởng trực giác của mình một chút. Bởi vì trực giác của bạn nó sẽ biết. Đừng phân tích nhá. Đừng phân tích à, tôi chọn người A bởi vì A, B, C, X, Y, Z, còn người B thì X, Y, Z, A, B, C. Đừng phân tích như thế. Đừng dùng đầu óc để ra quyết định trong khía cạnh tình cảm. Đấy. Chúng mình hay nói là lý trí, nhưng thật ra là con tim biết hết rồi. Nó biết hết rồi. Nó biết cái gì phù hợp, cái gì là tình yêu. Tức là con tim sẽ luôn luôn làm những thứ đi theo cái con đường của tình yêu. Trái tim sẽ luôn luôn chỉ ta, dẫn ta đến hành trình của tình yêu. Mà kết cục cuối cùng là tình yêu, chỉ là ta có làm hay không thôi, ta có theo hay không thôi. Dù bạn rời khỏi hay bạn tiếp tục, dù bạn chọn làm gì đi nữa, thì đều là đang đi trên con đường tình yêu. Đều là hành trình đúng, là thứ bạn nên làm, là thứ bạn cần làm, phải làm. Và không nghi ngờ, không hoài nghi, không mông lung, không lưỡng lự, không nhìn lại nữa. Đấy, tóm lại tin vui dành cho các bạn tụ 2. Nó là sự rõ ràng về tinh thần, về tâm trí. Chưa bao giờ bạn cảm thấy tỉnh táo,
sáng suốt như bây giờ. Có thể là bạn ở trong cái trạng thái mù mịt này một thời gian dài rồi. Một số bạn là vài tháng, một số bạn lên đến cả năm. Vài năm cũng có. Mờ mịt không biết là nên làm gì. Cuối cùng, nhờ một sự kiện nào đấy, hoặc là nhờ cái sự thức tỉnh ở bên trong, giác ngộ ở bên trong, mà bạn đã có câu trả lời. Tôi biết phải làm gì rồi. Tôi biết tôi muốn gì rồi. À, khi mà tôi không có nghĩ ngợi, tôi không có dùng đầu óc phân tích nữa, tôi ngồi một mình, yên tĩnh, không nghĩ gì cả, không cố gắng làm gì cả, chỉ để con tim cất tiếng. Dĩ nhiên nó sẽ không lên tiếng ngay và luôn, nhưng nếu ta cứ ngồi yên như thế, ta thiền định, ta yên tĩnh, an tĩnh như thế, thì sẽ đến lúc con tim lên tiếng, và lúc đó bạn sẽ biết bạn cần phải làm gì. Và một khi bạn đã nghe, bạn đã hiểu, đã thấu được tiếng nói từ con tim, thì bạn sẽ không còn mông lung nữa, không còn cảm giác mông lung hoài nghi nữa. Chưa bao giờ bạn cảm thấy rõ ràng và chắc chắn như ngày hôm nay trên cái con đường, trên hành trình tình cảm trong thời gian tới. Tốt, nó là điều tốt. Nó giống như kiểu là bạn cuối cùng đã vượt qua được cái giai đoạn của sự mờ mịt mông lung, của giai đoạn bóng tối tinh thần vậy. Chúc mừng tất cả ai đang nghe trải bài tú hai, vỗ tay chúc mừng cho bản thân các bạn nào. Cảm ơn bản thân đã vượt qua được cái giai đoạn này. Khó khăn đúng không? Nhưng mà khi mà mình nhìn nhận lại thì mình tin là các bạn sẽ học được một bài học lớn từ cái hành trình, từ cái giai đoạn khó khăn này. Đấy. Và biết đâu may mắn các bạn lại có thể chia sẻ trải nghiệm của bạn với người khác để giúp đỡ người khác khi mà họ cũng đang ở trong hành trình của họ thì sao? Nhưng chỉ nhớ cho mình nhé. Con đường mà bạn đi, hành trình bạn đi, đó là hành trình dựa trên nền tảng tình yêu, tình cảm. Tình yêu với chính mình hoặc tình yêu với đối phương, thế nào đi nữa cũng là tình yêu, hoặc là tình yêu với chính cuộc sống này, với toàn bộ tất cả những trải nghiệm bạn có trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống này. Rồi thì đó là trải bài của các bạn tụ hai, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình. Bye bye. Rồi, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn là những người chọn lá bài bánh xe số phận. Và tin vui khi trong chuyện tình cảm đó là sẽ có sự kiện mang tính số phận, định mệnh xuất hiện ở khía cạnh tình cảm. Một ly và tám ly. Rồi, trước khi đến với một ly, chúng mình phải trải qua tám ly. Dường như là bạn trước khi đến với niềm vui thật sự trong chuyện tình cảm, trước khi đến với sự kiện mang tính số phận định mệnh, mình thấy bạn cần phải từ bỏ một cái gì đấy. Bạn cần phải từ bỏ một cái gì đó. Đó có thể là một mối quan hệ, hoặc là đó là một cách mà bạn nghĩ, từ bỏ cách nghĩ, từ bỏ một lối suy nghĩ, lối tư duy đã có từ rất lâu hoặc đã có từ trước đến nay, bỏ nó thì số phận mới thay đổi. Từ bỏ một cái gì đó thì tin vui này mới đến được. Không phải là bạn bị bỏ nhé, bạn chủ động từ bỏ. Phải rời đi, chắc chắn phải rời đi thì cái tin vui này nó mới đến. Sự trống rỗng. Contemplation, sự chiêm nghiệm. Và điệu nhảy, vũ điệu của máu. Ok, ok. Rồi. Mình có một cái cảm giác thôi. Cái bỏ đi này á là bỏ đi của một thứ toxic. Có thể là một mối quan hệ toxic hoặc là một cách nghĩ toxic về chuyện tình cảm. Và mình khuyên thật lòng là chúng ta, đặc biệt là những bạn trẻ, chúng mình đừng đọc quá nhiều về lời khuyên tình yêu trên mạng xã hội nha. À, nếu mà các bạn thật sự muốn hiểu về tình yêu thì các bạn hãy dễ nhất là trải nghiệm. Tự các bạn trải nghiệm và tự các bạn đúc kết. Cái thứ hai là chúng mình đọc những cái cuốn sách
có ích, thật sự có ích, chứ không phải là một vài mẩu tin trên mạng xã hội. Đấy, và chung là cứ có cảm giác thôi, có một cảm giác thôi là các bạn tụ ba, có thể các bạn toxic mà các bạn không nhận ra, có thể các bạn đang ở trong một mối quan hệ độc hại, hoặc là đang có những suy nghĩ thiếu lành mạnh và độc hại về chuyện tình cảm mà các bạn không nhận ra, và các bạn tưởng đó là đúng bởi vì có thể những người xung quanh đang làm như thế, bạn cũng như thế, vậy đó là đúng, đó là điều nên làm. Không nhận ra hoặc ít nhận ra được chút chút rồi nhưng mà vẫn chưa có hành động cụ thể, thì mình nghĩ rằng là cái với cái trải bài này thì niềm vui á là nó sẽ không tự động đến với bạn, mà bạn cái vấn đề, cái chướng ngại vật lớn nhất dành cho các bạn tụ ba bây giờ, tức là niềm vui cơ hội này, niềm vui cơ hội có điều kiện nhá, chứ không phải đang yên đang lành nó đến nhá. Và cái vấn đề quan trọng nhất, cái chướng ngại vật lớn nhất của các bạn tụ ba trong thời gian tới là các bạn phải hình dung ra được cái xu hướng độc hại của chính mình, nhìn ra, đối diện trực tiếp với nó, thay đổi, rời khỏi, từ bỏ thói quen, từ bỏ lối suy nghĩ cũ, thì số phận mới đưa bạn đến với tình yêu mới, đến với hành trình con đường mới của chuyện tình cảm. Còn nếu không ạ, bạn sẽ mãi cảm thấy trống rỗng như thế này thôi. Tức là nhá, nếu mà bạn đang ở trong một cái mối quan hệ này, và hoặc là đang có một số cái suy nghĩ về chuyện tình cảm, và bạn nói với người ngoài rằng, tức là có thể là bạn đang cố tìm cách lừa dối chính mình và lừa dối những người xung quanh rằng tôi đang làm tốt, mọi thứ đều đang ổn mà. Nhưng mà khi mà bạn thật sự hỏi bản thân mình có ổn hay không thì câu trả lời là không. Và bạn phải liên tục thỏa hiệp với chính mình, cứ phải liên tục thỏa hiệp, liên tục tìm ra một cái lý do nào đó để tôi đang ổn với mối quan hệ này mà, tôi đang ổn với tình trạng này mà, bởi vì ABC XYZ, tôi thấy ổn vì nó ABC XYZ. Tức là bạn phải dùng đầu óc để phân tích thì bạn mới bảo là ừ lý do là như thế nên tôi thấy ổn. Nhưng mà cái ổn ở đây nó không phải là do đầu óc mà ra, cái ổn ở đây, cái cảm giác hạnh phúc ở đây là do trái tim. Trái tim bạn không vui, trái tim bạn không hạnh phúc thì bạn dùng đầu óc để phân tích, để thỏa hiệp đến mấy đi nữa thì đến cuối ngày bạn vẫn cảm thấy cô đơn, cô độc, không hạnh phúc trên cái hành trình mà bạn đang đi. Và nhớ nhá, nếu mà bạn đang ở trong một mối quan hệ này, hoặc là bạn đang có một cái tư duy, một cái suy nghĩ nào đấy về chuyện tình cảm mà tự bạn cảm thấy mối quan hệ đó, tư duy đó khiến bạn cô đơn, thì đó không phải con đường dành cho bạn, nó không phải hành trình dành cho bạn, nó không phải là người dành cho bạn. Có thể là cùng cái đối tượng này, cùng cái lối suy nghĩ này, người khác cảm thấy ổn, người khác ổn thật, bởi vì họ khác ta, họ là họ và ta là ta. Điều đấy không có nghĩa là ta cũng phải cảm thấy ổn. Bạn không ổn thì thôi, thì thay đổi thôi, từ bỏ thôi. Đấy, bạn phải làm một cái gì đó, bạn phải rời khỏi, nhìn nhận này, đầu tiên là nhìn nhận, thừa nhận đã xu hướng độc hại của chính mình, thừa nhận rằng bạn đang không ổn với tình trạng hiện tại, bạn cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ này, thậm chí bạn có thể cảm thấy cô đơn trong chính hôn nhân hiện tại của bạn, và bạn phải làm gì đấy. Có thể một số bạn là từ bỏ, nhưng một số bạn là thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách nhìn nhận thì tự động sẽ không thấy cô đơn nữa. Nhưng mỗi người sẽ có một cách khác nhau, nhưng phải làm gì đó. Tức là đôi khi nó là thế này nhá, mình lấy một ví dụ này, bạn ở trong một mối quan hệ, có thể hai người đã kết hôn rồi, và chồng hoặc vợ của bạn có một tính xấu, đấy là ít khi về nhà, rất hay đi chơi đến nửa đêm mới về. Ai mà chịu được, chả ai chịu được hết, không ai thích điều đấy hết, và bạn cảm thấy thật là cô đơn. Tại sao lấy chồng lấy vợ mà mình không kiểm soát được vợ chồng của mình, tại sao họ không có trách nhiệm? Thế là hai bên đấu trí với nhau, bạn tìm cách kiểm soát họ thật là mệt mỏi, đúng không nào? Và đến một ngày bạn nhận ra là không, bạn không muốn đấu trí nữa, nhưng mà bạn cũng không muốn từ bỏ mối quan hệ này, bạn chỉ đơn giản là thôi sao cũng được, không cấm cản, không kiểm soát họ nữa, cứ để cho họ được thưởng thức cái tự do mà họ muốn thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, bản thân mình cũng sẽ tập trung cho cuộc sống của mình.
thì có khi cái ngày mà bạn rời bỏ, tức là cái ngày mà bạn từ bỏ cái suy nghĩ, cái bám chấp vào một mục tiêu tình cảm nào đó, thì tự dưng họ lại không muốn đi chơi khuya nữa, họ lại về nhà sớm với bạn. Đấy, đấy là một ví dụ để bạn hiểu là không phải lúc nào từ bỏ cũng là từ bỏ mối quan hệ, mà đôi khi vẫn ở trong mối quan hệ nhưng ta từ bỏ cách ta nghĩ hoặc từ bỏ cái bám chấp của ta vào một mục đích nào đó, một mục tiêu nào đó. Rồi, thì đó là trải bài các bạn tụ ba. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Bye bye.